Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Neymar Sport. Mình là Đại Neymar. Và như các bạn thấy ở đây, đó chính là bộ sưu tập mới nhất của Adidas Super Special. Và đó là chủ đề mình sẽ mang đến cho các bạn ngày hôm nay. Mình sẽ review nhanh trên chân để giúp cho các bạn có một cái nhìn khái quát về chủ đề màu sắc của nó, về công nghệ và đặc biệt là giúp cho các bạn có thể chọn size giày một cách phù hợp nhất với bản thân của mình. Trong bộ sưu tập này thì Adidas đã mang đến những gam màu nổi bật và thú vị. Có thể là họ muốn truyền tải đến cho các fan đam mê giày một nguồn năng lượng tươi mới để chờ đón các giải bóng đá hấp dẫn sẽ diễn ra tại mùa hè này. Và bây giờ các bạn hãy cùng mình đi khám phá chi tiết từng đôi giày để có một cái nhìn khái quát và chi tiết hơn. Hiện tại thì Neymar Sport của mình đã về được 4 phân khúc giày này. Đôi đầu tiên đó chính là đôi Adidas Predator 3, đôi Predator 4, một đôi giày Adidas Cobra Sen 3 và đôi Adidas X Gothic 3. Mình sẽ đi qua từng dòng cụ thể để cho các bạn có thể dễ dàng hình dung hơn. Đầu tiên chúng ta hãy đến với dòng Predator. Trên tay mình đây đó chính là đôi Adidas Predator 3 phiên bản cổ thấp, chất liệu da vẫn giống như các bộ sưu tập khác. Vừa rồi mình cũng có đã làm những video giới thiệu, các bạn nào chưa xem có thể xem sơ lại. Sang bộ sưu tập này thì màu chủ đạo là màu đen kết hợp với các họa tiết màu hồng, tạo nên cho người sử dụng một cái nhìn vừa huyền bí lại vừa nổi bật. Và đặc biệt thì theo mình, khi mà mình sử dụng đôi giày này trên chân, mình sẽ cảm nhận là đôi giày sẽ mới rất là lâu. Do màu đen và màu hồng này, cho dù mình thi đấu với điều kiện thời tiết nào thì nó cũng sẽ không có sợ là bị dơ, bị cũ. Và cá nhân mình thì mình rất thích cái gam màu này. Chất liệu trên đôi giày Adidas Predator này là chất liệu da tổng hợp. Và Adidas có ghi ở đây là họ sử dụng công nghệ là Diamond Scale. Đó chính là chất liệu độc quyền của cái dòng Predator này. Phần cổ phía trên là phần cổ thun và thiết kế là không có lưỡi gà, nên là khi chúng ta sử dụng sẽ không sợ bị nó lệch sang một bên sau thời gian chúng ta thi đấu. Và nó sẽ giúp cho chúng ta ôm chân và cảm giác hơn. Về phần đế thì mình thấy là ở đây họ thiết kế là bằng cao su, nên là cái phía sau này mình cảm nhận cũng rất là êm. Và bộ đinh của nó thì thiết kế hình tứ giác, giúp cho chúng ta thiên về trụ vững hơn. Và ngoài phiên bản chấm 3 thì bên Neymar Sport mình còn về cả phiên bản Predator 4. Và chúng ta có thể nhìn nhận là về vấn màu sắc thì nó thiết kế cũng gần tương tự với nhau thôi. Nhưng có điều đặc biệt đó chính là phần lưỡi gà của dòng Predator 4 này sẽ thiết kế là rời, nên là những người nào mà chân bè thì mình nghĩ là sự lựa chọn 4 sẽ là hợp lý hơn. Và khác biệt nữa là chất liệu của Predator 4 cũng là chất liệu tổng hợp nhưng không phải là công nghệ Diamond Scale như dòng 3, nên là giá tiền của dòng 4 nó sẽ rẻ hơn so với 3. Và phần đế của dòng 4 nó cũng sẽ thiết kế khác so với lại dòng 3. Và các bạn có thể nhìn nhận ở đây thấy là nó có sự khác biệt hoàn toàn. Mình nghĩ rằng phần đế này thì cũng sẽ giúp cho chúng ta thi đấu và bám sân chắc như nhau thôi. Nhưng chắc chắn khác biệt đó chính là dòng 3 nó sẽ thiết kế nhìn đẹp, gọn và ôm chân so với dòng 4 rất là nhiều. Thì mình đã có dịp xỏ nhanh qua được dòng Predator này rồi. Về phần size giày thì mình khuyên các bạn là nên chọn nhỏ hơn so với những dòng khác. Ví dụ như Adidas X các bạn có thể chọn là size 42. Nhưng Predator thì do là form của nó thiết kế cái phần mũi phía trên nó hơi dài và cho những người chân bè họ sử dụng cũng được, nên form nó khá là thoải mái. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn sẽ nhỏ hơn một size, là size như bản thân mình mang Adidas X sẽ là size 42. Predator 3 và 4 mình chỉ mang là 41 1/3 là vừa chân.
Và tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho các bạn đến đôi giày Adidas X-Gothic.3. Đây đôi giày mình đang cầm trên tay. Thì cái nhìn ban đầu đương nhiên là màu sắc của nó sẽ là màu hồng. Và logo ba sọc ở đây được thiết kế cách điệu giống như là sải cánh của loài chim ưng. Màu hồng ở đây không phải là màu hồng thông thường như những màu hồng khác, mà mình thấy rằng nó có pha một chút cam. Nó tạo cho mình một cảm giác nói chung là rất là lạ. Các bạn cũng có thể thấy là cái phần lót ở phía trong đây cũng là màu cam, đúng với lại cái chủ đề mà bộ sưu tập Adidas Special họ chọn màu. Về mặt công nghệ thì chất liệu đây cũng là chất liệu tổng hợp độc quyền của Adidas. Khi mình cầm đôi giày trên tay, mình cảm nhận thì mình thấy rằng cái chất liệu nó ban đầu nó sẽ hơi cứng, nhưng sau vài trận thì mình nghĩ chắc chắn là nó sẽ mềm và nó sẽ rất là cảm giác. Và thiết kế của đôi X thì thiên về tốc độ, nên là mình nghĩ là cái chất liệu này nó cũng sẽ giảm cái trọng lượng của đôi giày lại. Và đó chính là những điều mà những đôi Adidas X luôn thể hiện được. Kể cả cái phần đinh ở phía dưới đây, các bạn có thể thấy là nó thiết kế với dạng hình mũi tên hướng về phía trước và tách biệt ra làm hai, tất cả là để hướng đến cái sự tốc độ cho những cầu thủ chạy cánh. Và cái phần bộ đệm cao su ở phía dưới này nó cũng sẽ giảm trọng lực cái mặt sân nó tác động lên chân của chúng ta trong quá trình di chuyển. Nếu bạn là một cầu thủ chạy cánh thích đôi giày nhẹ nổi bật thì chắc chắn là đôi Adidas X Super Special này sẽ không thể bỏ qua. Và về phần size giày thì mình đã cảm nhận ở trên chân, đôi giày này mình sẽ mang là size 42 như những đôi giày khác. Chân của mình đo ra thì khoảng chừng là 25 đến 25,5 cm. Mình mang thêm vớ và mình thích mang dư một chút xíu ở mũi, nên size 42 là vừa với mình. Và đương nhiên thì tùy vào cách mang giày của mỗi người, có những người phải mang sát chân kích chân thì họ mới đá được. Thì các bạn có thể lựa chọn dựa theo cảm giác của đôi chân của mình khi xỏ vào đôi giày. Nhưng một lời khuyên là các bạn nên mang có một khoảng dư chút xíu thì nó sẽ giúp cho các bạn chạy nó sẽ không có bị đau cái móng chân hơn. Và đặc biệt giày chính hãng thì các bạn biết rồi, không hề có độ giãn nhiều đâu, nó chỉ hơi giãn nhẹ bề ngang thôi. Và phần mũi sẽ hầu như là y chang như từ lúc mua cho đến lúc bạn sử dụng. Và cuối cùng đó chính là đôi Adidas Copa Sen.3. Mình giới thiệu đến các bạn cuối cùng là tại vì nó có sự thiết kế khác so với những phiên bản trước. Màu chủ đạo của nó là màu trắng và các họa tiết xen kẽ là màu hồng, và phần cổ màu đen và phần đế được thiết kế cũng màu đen. Các bạn có thể nhìn sơ qua ở đây có một điều rất là đặc biệt, đó chính là cái phần form giày của nó. Phần form giày của nó như những dòng Copa trước thì mình nhìn vào nó có vẻ nó vuông vuông, nhưng mà đợt này mình cảm thấy là đôi giày nó thiết kế nhìn có vẻ là nó gọn hơn, đẹp hơn rất là nhiều. Đó là cảm nhận của mình. Và phần cổ ở đây các bạn có thể thấy nè, phần cổ ở đây nó giống như đôi Predator ở đây, đã không còn là như phiên bản Copa trước là họ thiết kế một phần cổ chéo vẫn có rãnh, nhưng mà ở đây thì họ bỏ hoàn toàn cái phần cổ chéo đó rồi, họ thay bằng cái phần cổ thun, nó giống như đôi Predator này. Cá nhân của mình thì mình thích cái phần cổ này hơn, cảm nhận là nó sẽ ôm vào cái chân mình hơn và không có lưỡi gà thì nó sẽ không sợ sọc sạch. Phần da của Copa thì rất là mềm, một cầu thủ thiên về cảm giác thì chắc chắn là họ sẽ thích đôi giày rất là nhiều. Và bộ đế ở đây thì nó cũng khác với những cái bộ đế của dòng Copa trước 20.3. Về thiết kế dạng đinh thì nó vẫn là hình tròn, tuy nhiên mình cảm nhận ở đây nó có thêm một phần rãnh ở đây. Và khi mình sờ, mình nắng vào cái phần này thì mình cảm nhận là nó sẽ rất là êm. Có thể là nó sẽ giúp cho các bạn là thi đấu không chỉ là thiên về phòng ngự không, mà đôi giày này có thể dùng cả để cho các bạn là thi đấu ở giữa sân hoặc là tấn công. Là một đôi giày thiên về cảm giác nên là bề mặt của đôi Copa này nó có những cái vân sóng được ẩn phía đây, tạo lên cái cảm giác khi các bạn chạm bóng. Và chắc chắn là đôi giày này là một đôi giày đặc biệt nhất trong cái bộ sưu tập này, là tại vì nó được thiết kế hoàn toàn mới. Và sau khi mình đã xỏ trên chân trải nghiệm nó, mình cảm nhận là cái form giày của nó tuy thiết kế nhìn có vẻ thon dài hơn nhưng nó cũng rất là thoải mái, chứ không gọi là quá bó giống như là mình trải nghiệm đôi Adidas X này. Đôi X này thì có thể là sau vài trận
mình mới có thể làm quen. Nhưng đôi Copa thì sau khi mình xỏ vào thì mình cảm giác nó rất là thoải mái. Có một điều mình không thích cho lắm, đó chính là mình cảm nhận nó hơi nặng hơn chút xíu. Nhưng đương nhiên rồi, đôi Copa thì một cầu thủ thiên về cảm giác, họ thích kiểm soát trận đấu và thi đấu theo kiểu chắc chắn, thì chắc chắn là họ sẽ chọn cái đôi giày Copa này. Về phần size giày, khi các bạn chọn thì mình khuyên là các bạn nên chọn nhỏ hơn so với dòng Adidas X. Đôi này mình thấy form nó cũng tương tự giống như Predator. Nó khác về phần bề mặt ở phía trên, êm hơn và cảm giác hơn, trọng lượng đậm hơn. Và size giày thì tương tự với Predator. Adidas X mình chọn là size 42. Thì đôi Adidas Copa Sen 3 này mình sẽ chọn là size 41 1/3. Một mùa hè sôi động và những nguồn năng lượng mới đang chờ đón chúng ta. Hãy đến ngay các chi nhánh của Neymar Sport để chọn cho mình một đôi giày ưng ý nhất. Vừa rồi là một video nhanh của mình review trên chân và cảm nhận về màu sắc, size, công nghệ cho các bạn. Hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn khái quát nhất về bộ sưu tập mới nhất của Adidas này. Đừng quên like, share, subscribe channel của Neymar Sport để đón xem những video hấp dẫn tiếp theo. Mình là Đại Neymar, xin chào và hẹn gặp lại.